thằng nhóc bị nó về nhà rồi mà ta. Nhóc đâu rồi ta? Sao lúc nào cũng như đi ăn trộm vậy trời? Không. Nè nhóc, sao im lặng vậy? Có chuyện gì hả? Chị ơi, Ừ? chắc tôi chết quá chị. Cái gì? Em nói gì vậy? Em đau ở đâu nữa hả? Em bị làm sao vậy? Em nói chị nghe đi. Em bị làm sao vậy? Hả? Tôi bị đau ở mắt nè, cục tim của tôi thì nó sao sao đẹp quá à. em thích không? Nhà của ai vậy Anh cũng không rõ nữa. Không rõ hả? Không rõ mà không sợ bị người ta đuổi hả? Đã bị đuổi thì đi ra ngoài. Bộ chủ nhà dọn ra rồi hả? Không phải dọn ra mà là dọn vô. Là ai vậy? Y Thảo, còn tìm nhà có khó không? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Thật ra cái nhà này là của Quân. Mà có chuyện gì hả con? Có chuyện gì vậy con? Thôi vô nhà đi con. Con phải đi đây mẹ. Y Thảo, Y Thảo. Alo, em có thể gặp anh ngay bây giờ không? Em sẽ tới chỗ của anh. Dạ, con nghĩ là chắc không có chuyện gì đâu. Cô đừng có lo. Vậy sao con Thảo có vẻ hốt hoảng vậy? Y Thảo hốt hoảng à? Dạ, tính của Y Thảo từ trước tới giờ vẫn vậy mà cô. Cô yên tâm đi. Dạ, con xin lỗi, con sẽ gọi lại cô sau. Dạ. Anh Quân, như vậy là sao hả anh? Tại sao mẹ em lại ở nhà cho em? Em ngồi đi. Anh trả lời em trước đi. Tại sao mẹ em lại ở nhà cho em chứ? Tại vì cho em muốn vậy. Anh muốn vậy hả? Tại sao lại muốn vậy? Lý do? Anh ấy đang ở đâu? Anh biết anh ấy đang ở đâu đúng không? Thảo ơi, anh muốn em... Ở đâu? Anh ấy đang ở đâu? Mô Phật, mô Phật. Dạ, cho con hỏi, ở đây có ai tên là James không ạ? Có, nhưng giờ cậu ấy đang tu tập. Ý cô là sao? Cô à, cô có thể giúp cho con gặp anh ấy được không? Không ai có thể gặp được cho đến lúc hoàn tất khóa tu tập. Cô à, vậy cô có thể chuyển lời với anh ấy là có Y Thảo đến gặp anh ấy được không ạ? Cho dù tôi có nói cũng không ích gì đâu. Cậu ấy không hề trả lời.
Cô thử nói có Y Thảo tới tìm, anh ấy sẽ trả lời mà. Cô đừng làm khó tôi mà. Dạ, con biết rồi. Cô ơi, khi nào con có thể gặp anh ấy hả? 19 âm lịch tháng này. Cô cảm ơn cô. Mua Phật. Tại sao lại như vậy? Tại sao cho em lại ở trong chùa? Tại sao lại giấu em hả? Thảo, là vì em mà thôi. Vì em hả? Tại sao lại vì em? Anh nói cho em biết đi, tại sao lại vì em hả? Chị em muốn em sống hạnh phúc. Đó là lý do vì sao mà anh ấy rời bỏ em. Em không hiểu gì hết. Em không hiểu anh nói gì hết đó. Thảo, anh muốn cho em biết, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn luôn bên cạnh em, vẫn yêu em. Thảo, anh vui lắm khi nói như vậy hả? Anh vui lắm hả? Thảo, anh là người đầu tiên gặp em mà. Anh cũng là người đầu tiên hỏi cưới em mà. Và em cũng đã từng yêu anh trước khi cho em xuất hiện. Không bao giờ. Cưng quá. Giờ nó đẻ. Ủa, cô cũng thích nuôi một con chó như vậy lắm. Cô mua con này ở đâu vậy? Dạ, con cũng không biết nữa. Tại vì bà cũng mang nó gì đây đó. Con sống ở đây à? Dạ. Con sống ở đây với ai? Dạ. Không. Mẹ. Mẹ đã dặn con không được nói chuyện với người lạ rồi mà. Đi vô nhà. Dạ. Dạ thưa cô cũng vô. Chị gặp con trai tôi là có ý đồ gì? Cô thấy tôi đang làm gì? Đánh nó hả? Hay bắt cóc một đứa trẻ đã quá tuổi vị thành niên? Chị đến đây coi chúng tôi bị trừng phạt như thế nào đúng không? Tôi còn không biết nó là con của cô. Tôi mới dọn tới đây. Tôi đi vào, tình cờ gặp thằng nhỏ thôi. Nói gì thì nữa, thật ra tôi cũng thích coi cô diễn. Diễn? Nếu không diễn, thì cô có thể xin lỗi tôi ngay bây giờ được không? Không được đúng không? Một tường phượng cao sang thì sao có thể xin lỗi tôi khi trước mặt cô ta không có nhà báo nào tới dự?
Tôi xin lỗi. Thế dễ dàng thế cho người đã làm cho tôi bất hạnh như vậy. Người đã làm cho tôi mất đi tất cả như vậy chứ. Tôi xin phép. Em nói chuyện với anh một chút có được không? Tại sao Thúy Giang dọn tới sống ở căn biệt thự cũ gần nhà mình vậy? À, tưởng em nói chuyện gì? Hoàng Lâm đã mua căn biệt thự đó. Anh không biết Hoàng Lâm mua sao? Em quên là việc bán nhà. Mình đã nhờ bên công ty môi giới sao? Nhưng sao Hoàng Lâm lại mua căn biệt thự đó chứ? Có thể vì đó là nơi nó được sinh ra và trải qua thời thơ ấu. Chắc anh hãnh diện lắm vì có đứa con trai như vậy. Sao em lại nói vậy? Thì Hoàng Lâm đã mua căn biệt thự đó cho mẹ nó ở. Chắc là nó muốn Y Thảo có một chỗ ở đàng hoàng thôi. Mà sao em biết? Em gặp chị ấy khi đến thăm thằng Hùng, được chưa? Đúng là chỗ đó cũng không xa chỗ ở của thằng Hùng. Giờ thì em đã hiểu. Mọi việc anh làm đều là vì Hoàng Lâm. Hoàng Lâm! Em đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ anh không nhớ gì về vụ tai nạn sao? Tỉnh lại đi con, Hoàng Lâm. Tai nạn làm thằng Hùng và em còn cái sao sắp chết. Vậy mà anh chỉ đã cứu cho được thằng Hoàng Lâm. Thì ra mấy hôm nay em vì chuyện này mà oán trách anh à? Lúc đó Hoàng Lâm ra máu nhiều lắm, anh sợ nó chết Phượng à. Vậy còn em và cái Hùng thì sao? Anh xin lỗi, lúc đó anh không còn biết nghĩ gì nữa. Anh xin lỗi. Khi bước chân vào đây, con cảm thấy thanh thản. Bữa nay nhìn con khá hơn nhiều. Ba đã đọc cuốn sách mà con giới thiệu cho ba. Thực sự là ba rất ngạc nhiên
Chỉ biết con đang tu tập, thiệt quá bất ngờ cho ba. Lúc còn học ở Mỹ, con vẫn thường tới chùa mà ba. Nhưng sao con vẫn đi chùa? Con cảm thấy cô độc sao? Dạ không, chỉ con muốn tìm sự thanh thản cho mình. Lúc đầu con định về Mỹ luôn, nhưng con nhận ra một điều, con không thuộc về nơi đó nữa. Ba vui vì con đã trở về, nhưng con không định xuất gia luôn chứ? Dạ không, con chỉ tu tập tịnh tâm một thời gian thôi. Nghe con nói vậy là ba yên tâm rồi. Bây giờ con định làm gì? Con còn một số việc cần phải giải quyết. Thôi, ba về trước nha. Alo. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Không, bây giờ tôi đang trên đường đi bảo lộ. Ok. Cô tới sớm một chút là gặp rồi. Cậu ấy mới vừa rời khỏi đây. Tao. Anh ấy đi rồi. Tại sao em cứ mãi đến trễ? Cứ mãi đến trễ như vậy chứ. Y Thảo, em đừng tự trách bản thân mình nữa có được không? Anh đã nói với em rồi, em hãy quên hết đi, chỉ tập trung cho dây diễn sắp tới thôi. Thảo, em đừng để anh phải lo cho em nữa có được không? Anh đừng có giận em. Em không muốn ai phải giận em rồi bỏ em đi nữa đâu. Em có đọc kịch bản anh đưa em rồi mà. Thảo, đi, anh đưa em về. Không, em không về nữa đâu. Em phải ở đây chờ cho em. Anh sẽ về mà. Thảo, em không về đâu. Nghe lời anh, đi về đi. Anh sẽ về mà. Thảo à, em nghĩ là em sẽ về đây gặp em sao? Em sẽ không về đâu, không bao giờ về, em hiểu chưa? Anh nói gì vậy? Tại sao anh ấy lại không về chứ? Tại sao anh ấy lại không muốn gặp em? Anh nói cho em biết đi anh Quân à. Em muốn biết vì sao em bỏ em đi chứ gì? Y Thảo, em đã đọc kịch bản rồi đúng không? Câu trả lời nằm trong kịch bản. Câu chuyện bắt đầu từ nhiều năm trước. Nữ diễn viên Thúy Giang lúc đó đang sống hạnh phúc với chồng một đạo diễn nổi tiếng, bất ngờ biết được sự thật phũ phàng: chồng cô đang có quan hệ với một nữ diễn viên khác dù cô đang mang thai. Quan hệ giữa cô và chồng ngày càng tệ, và cuối cùng họ phải ra tòa ly dị. Đứa con gái sinh ra được người cậu ruột mang về nuôi dưỡng. Một ngày nọ, đứa con trai của nữ diễn viên này quay về nước. Anh ta, người mang hai tên khác nhau, làm việc cho một công ty nước ngoài có văn phòng đặt tại Việt Nam đã. Y Thảo, tại sao lại có thể viết ra một câu chuyện như vậy được chứ? Thảo,
Anh biết chuyện này khó chấp nhận, nhưng đây là sự thật mà em. Tất cả đều giả dối hết. Thảo à, tại sao tới bây giờ mà em vẫn chưa chịu tin? Anh có cần phải như vậy không? Anh muốn diễn viên anh phải tin, muốn diễn viên anh phải diễn đúng tâm trạng của nhân vật, mà anh đã dựng lên câu chuyện như vậy hả? Thảo, anh hiểu cảm xúc của em, nhưng anh hoàn toàn không có ý đó. Em phải quên quá khứ đi, em phải chấp nhận đây là sự thật. Có như vậy á thì xem mới có thể an lòng cho em được. Không, em không muốn nghe gì hết. Em không muốn nghe nữa. Thảo, Thảo, bây giờ xem đang ở bao lâu để tìm gặp mẹ ruột của em đó. Tin bão khẩn cấp. Cơn bão số 5 đã đổ bộ vào Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của bão, một số khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng sẽ có mưa to đến rất to. Người dân cần đề phòng gió giật và lũ quét. Đề nghị người dân thường xuyên theo dõi thông tin cơn bão để tránh thiệt hại tiền và của. Có em bé trong bụng phải không mẹ? Đúng rồi con. Em gái em trai? Cùng em gái em trai. Dạ em gái em trai gì con cũng đều thích hết á. Còn nếu là em gái thì con sẽ cõng em đi chơi. Con khoan lắm. Con chơi tiếp đi. Dạ. Alo. Cơn bão năm đó khủng khiếp đến mức nào, để rồi khi nó đi qua đã để lại quá nhiều ký ức đau buồn. Năm đó tôi còn trong bụng mẹ, có lẽ vì thế mà những đau khổ mà bà phải chịu khi ấy đã thấm vào hình hài bé nhỏ của tôi. Thêm chút nữa đi con. Dạ. Nè, ăn nữa đi con. Dạ. Ăn tự nhiên đi con. Dạ. Còn một chuyện em muốn biết. Em thấy ông hai ký hai chữ HNL. Vậy HNL là gì nhỉ? Quyền mặt lắm. Tên là lúc nhỏ của chưa làm chi nỗi đau. Tình yêu đôi ta thương đau. Thảo ơi, đi Thảo. Thảo ơi, đi Thảo, cái gì đang không bắt?
con sợ là anh nghe nè, em đang ở đâu? Cậu em bình tĩnh lại đi, em đang ở đâu? Anh tới điện, anh tới điện, anh tới điện. Có chuyện gì xảy ra trên phòng của em vậy anh? Phi Thảo, Phi Thảo, Phi Thảo, sao lại ở đây? Hả? Em có sao không? Phi Thảo, xe ổn thôi mà, xe không đau không? Em đứng dậy đi. Em không đứng được. Nằm bên em, được bạn. Em phải ráng đứng dậy, nhìn. Đến rồi, ráng lên em, rồi sẽ được. Anh sẽ đưa em về. Đi. Em luôn có tình yêu kiếm mình đã được. Bây giờ em đã tìm ra nguyên nhân. Vậy là mình đang được. Hãy gọi quên đừng đừng khóc, đừng khóc nữa mà đến đi nè, nếu không muốn thì không. Đến đi, đừng khóc nữa. Em quá. Em đã chuẩn bị tinh thần để đóng phim mới được chưa? Đệ của em còn yếu lắm, rất dễ bị té ngã. Nên từ bây giờ, chúng ta hãy chinh phục thử thách bằng suy nghĩ mới. Suy nghĩ của một diễn viên thách thức mọi cơn bão. Ok. À, bộ phim lần này nội dung nói cái gì vậy anh? Nói về chuyện tình Tây Ba của một đạo diễn và hai nữ diễn viên. Vậy anh cần tới hai nữ diễn viên chính. Đúng. Sẽ có một cuộc đối đầu diễn xuất rất căng thẳng đây. Người kia là ai vậy anh? Y Thảo. Y Thảo? Anh muốn em và Y Thảo đối đầu với nhau trong diễn xuất. Vậy thì nam diễn viên chính em nghĩ anh nên chọn là anh. Nếu anh vẫn chưa tìm được diễn viên ưng ý thì có thể anh sẽ đóng. Khi đọc kịch bản, em tò mò, không biết mẹ đã đối mặt với cơn bão như thế nào.
Em thấy rồi đó. Cuối cùng mẹ cũng đã vượt qua. Mẹ em rất bản lĩnh. Em cũng vậy. Cố gắng. Hai người đang nói cái gì đó? Cho em tham gia với. Em thấy mình bị bỏ quên rồi đó nha. Kịch bản dành tặng cho con của mẹ. Hãy nhìn vào gương để xem cô thay đổi thế nào. Trước đây cô không như vậy đúng không? Khi gặp cô lần đầu, tôi cứ nghĩ cô là thiên thần, nhưng cô đã làm tôi thất vọng và tổn thương. Tôi đã không nhận ra rằng cô là người chỉ thích ra lệnh và kiểm soát đàn ông. Tôi không muốn mọi người phải khó xử nữa. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ rời khỏi cô. Anh đã thay đổi. Anh đã mù quáng bởi tình yêu. Và đó là lý do tại sao anh nói với tôi những lời này. Thì thôi, anh đi đi. Tôi không sao đâu. Tôi sẽ sống. Tôi sẽ sống như những gì tôi phải sống. Đang hay mà, đừng để mất cảm xúc. Tôi thấy hối tiếc về những gì đã nói với anh. Tại sao chúng ta lại sống như vậy? Cuộc đời tôi là một chuỗi thất bại. Nếu không có kiếp sau thì tôi sẽ hối tiếc rất nhiều. Anh nghĩ chúng ta có thể gặp lại nhau ở kiếp sau sao? Ừ, nếu như có kiếp sau. Tôi có thể tưởng tất cả vì anh. Ước mong của tôi là được sống bên anh. Đâu, tôi đâu có thấy người phụ nữ mà có thể bỏ tất cả vì tôi. Ở đây chỉ có một người phụ nữ thích tiền, danh tiếng và quyền lực mà thôi. Anh hối tiếc chứ gì? Anh thật tàn nhẫn. Các con của mẹ, lẽ ra mẹ không nên chạy ra ngoài để gặp cơn bão đó. Mẹ nên lờ đi sự thật đó. Đời mẹ là một thất bại. Giờ mẹ muốn sống một đời mẹ một lần. Mẹ muốn sống một cuộc đời mà không có gì phải nuối tiếc.
Sao? Anh có thông tin gì mới cho tôi đây? À, vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn nha. Đó là vừa qua với Thảo sẽ thể hiện hai vai diễn đối lập nhau. Tôi nghĩ là khán giả sẽ rất thích. Có phải đối lập với nhau của hai nhân vật mà nói với tôi không? Ừ. Y Thảo, cô đóng vai Tường Phượng phải không? Cô có muốn đóng vai của mẹ mình hơn không? Tôi rất muốn đóng vai mẹ thôi. Nhưng nếu như vậy, tôi sẽ cho khán giả thấy tôi vẫn là tôi. Một phụ nữ thôn quê hoài thì rất là nhạt nhẽo và không thú vị. Tôi muốn được trải nghiệm qua một nhân vật mới hoàn toàn đối lập với tính cách của tôi. Đồng thời cũng giúp tôi hiểu hơn về tâm lý của các nhân vật. Vậy à? Dù qua, cô có tự tin khi đóng vai một cô gái nông thôn không? Cũng sẽ là một thách thức đó. Nhưng Y Thảo và mọi người sẽ tư vấn thêm cho tôi. Tôi cũng đã nhận được sự tư vấn của Diệu Hoa về hình thức nhân vật và còn nhiều điều nữa. Quan trọng hơn là chúng tôi có thể hiểu được mẹ của chúng tôi hơn. Vậy à? Tôi có câu hỏi muốn hỏi Đông Quân. Có khả năng nào mà giữa ba người sẽ là cuộc tình tay ba không? Rất tiếc là cả hai cô đều chê tôi xấu hết. Và thật sự là tôi đang hy vọng một trong hai người sẽ đạt được giải thưởng. Nếu người nào không đạt được giải, người đó sẽ phải lấy tôi. Nếu như cả hai cô đều không muốn kết hôn với tôi thì cả hai phải cố gắng làm sao đều đạt được giải thưởng đi. Anh thấy giữa hai diễn viên thì ai có cơ hội đoạt giải thưởng nhiều hơn? Hai người nghĩ sao ta? Tôi nghĩ chắc phải chờ phim công chiếu thì tới lúc đó mới có thể phán đoán được. Nếu như cả hai đều không cùng đoạt giải thưởng thì sao? Nếu vậy tôi có nên lấy cả hai cô không? Vậy nếu như cả hai đều cùng được giải thì sao? À, vấn đề lớn đây. Nếu vậy hai cô buộc phải lấy tôi và phải chấp nhận tôi không chung thủy. Dù quá, cô nghĩ sao về lời phát biểu của Đông Quân? Anh cứ để cho anh mơ đi. Cô Y Thảo, cô nghĩ sao? Tôi đang sợ là tôi sẽ không đạt giải đó. Thật ra là em đã có giải rồi mà. Em hả? Giải gì vậy? Một chiếc nhẫn. Đi nha. Xin lỗi hai người nhé. Ok. Dạ. Alo, em nghe. Em nhìn thấy anh chưa? Dạ, em nhìn thấy rồi. Đây là đoạn kết cho bộ phim sắp tới của anh. Trải qua rất nhiều sóng gió, cuối cùng chàng trai cũng quyết định tỏ tình và cầu hôn với cô gái. Câu thoại của chàng trai là: anh yêu em. Em có đồng ý làm vợ anh không? Nếu như em đồng ý thì em đi dừng lại chờ ông lấy anh. Còn nếu như từ chối thì em cứ đi lướt qua và đừng quay đầu lại. Vậy là bộ phim của anh đã kết cơ hậu rồi. Đạo diễn Đông Quân à, anh đã từng nói cái kết có hậu làm cho mọi người vừa lòng nhưng không làm cho bộ phim hấp dẫn. Em biết rất rõ trái tim của em vẫn chưa hoàn thiện cùng trái tim anh. Em xin lỗi, anh hãy nghĩ một cái kết khác đi. Thank you.